Xin chào cả nhà. Hôm nay Amber có tới kiểm tra chậu hoa dạ yến thảo treo ở ban công của khách hàng ở khu Sala quận 2. Thì mấy cái chậu này đã trồng được khoảng 3 đến 4 tuần rồi. Thì khi trồng thì nó chưa có hoa đâu, nó rất là ít. Và sau 3 đến 4 tuần thì hôm nay Amber thực sự là đến kiểm tra quá đẹp. Mình sẽ quay cho anh chị coi. Cái ý tưởng của Amber thì là những cái chậu hoa treo ban công như thế này, nó sẽ chùm hết lên cái chậu và chúng ta sẽ không nhìn thấy cái chậu đâu. Chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một cái vòm hoa nó bọc lấy cái lan can. Và đó là ý tưởng. Thì hôm nay mới được có khoảng 4 tuần thôi. Đây. Hoa này. Đó, đẹp không? Anh chị thấy đẹp không? Hiện tại thì nó vẫn chưa có chùm hết được cái chậu đâu. Mình dự nó lúc đầu thì dự tính là tầm khoảng 1 đến 2 tháng. Với như thế này thì tầm khoảng 2 đến 3 tuần nữa là nó sẽ chùm hết được cái chậu. Toàn bộ ban công ở đây thì đều được lắp cái chậu hoa treo ban công tự tưới của Amber. Đó đây này. Ví dụ như cái chậu này này, nó sắp chùm hết cái chậu rồi này. Chúng ta sẽ không nhìn thấy cái chậu đâu, thì lúc đấy nó sẽ có những chỉ thấy một cái vòm hoa bọc lấy cái lan can, rất là đẹp. Với cái số lượng chậu ban công nhiều như thế này, thì cái việc nếu mà trong cái thời gian mà mùa khô ở Hồ Chí Minh nó không có mưa, thì cái việc mấy ngày phải lên châm nước khoảng 50 cái chậu ban công như thế này thì nó rất là cực. Nhưng mà không sao, sẽ có cái sau Tết thì Amber sẽ lắp cái bộ hẹn giờ tự tưới trực tiếp vào vòi nước và nó sẽ tự động hoàn toàn châm nước cho tất cả các chậu ban công như thế này. Thì lúc đấy chúng ta không có cần làm gì hết, nó sẽ hoàn toàn tự động. Khi mới mua là nó không có hoa như này đâu anh chị nhá. Khi mới mua là ví dụ như cái chậu này là mới mua này. Đó, mới mua cái hoa nó chỉ loe ngoe như thế này thôi. Còn cái này là sau 3 tuần rồi, 3 đến 4 tuần rồi. Nếu mà ai theo dõi page của Amber sẽ biết. Nó nhìn đẹp. Nếu mà quay được ở dưới á. Đó, nó bọc hết lan can luôn. Nhưng mà khi nào mà nó che được hết cái chậu á thì nhìn nó còn đẹp nữa. Khi mà nó đã ra hoa như thế này thì chúng ta lưu ý là châm nước dinh dưỡng 10 ngày một lần. Chúng ta đổ một nắp dinh dưỡng vào cái phễu hứng nước này. Chúng ta sẽ vén lên nhìn cái phễu hứng nước. Đây là cái phễu hứng nước này. Đó, chúng ta đổ cái nắp dinh dưỡng vào trong cái phễu hứng nước này. Thì nó sẽ giúp cho nhiều hoa hơn, bền đẹp hơn. Hôm trước có mưa acid. Mình sợ nó bị hư hoa nên hôm nay Amber mặc dù là ngày Tết nhưng vẫn chạy lên kiểm tra cho khách. Thì may là hoa không có bị sao hết. Chỉ có duy nhất một chậu hoa là khách châm dư nước nhiều quá, nó bị úng thôi. Còn lại là tuyệt đẹp hết. Nhân đây thì đầu xuân năm mới, Amber xin chúc tất cả các quý khách hàng, quý đối tác một năm mới an khang thịnh vượng, bình an và có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.